Xin chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà hai lô đất liền kề mặt tiền đường Tôn Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức, ngay nút giao giữa đường Tôn Ngọc Vân với lại đường số 10 Tam Bình, kế bên là công ty điện lực Thủ Đức. Đường hiện tại, đường Tôn Ngọc Vân hiện tại thì đường 10m, có lộ lưới đường phóng. Diện tích của hai lô đất mặt tiền, một lô nó là ngang 5m8, dài 30, một lô là ngang 6m5, dài 30m. Từ vị trí của cái mặt tiền đường Tôn Ngọc Vân, phường Tam Bình này, về chợ Thủ Đức, chợ Tam Hà, bệnh viện Thủ Đức, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1A, cầu vượt Gò Dưa, từ 3 đến 5 phút di chuyển, gần với lại tuyến Vành Đai 2, đi ngang qua chỗ cái nút giao với cầu vượt Gò Dưa, khu vực Sầm Út, kinh doanh nhộn nhịp. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902 669 004. Xin nhắc lại, đó là bán hai lô mặt tiền liền kề đường Tôn Ngọc Vân, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Đường Tôn Ngọc Vân hiện tại nó là 12m, có vỉa hè hai bên, diện tích từng lô nó là ngang 5m8 nhân 30 và 6m5 nhân 30. Rồi. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những cái video clip tiếp theo, trong những sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.